ông Trump bất ngờ đăng bức ảnh cao ốc chọc trời ở đảo lớn nhất thế giới. Tối ngày 19 tháng 8, Tổng thống Trump bất ngờ đăng một bức ảnh đã được chỉnh sửa lên mạng xã hội Twitter. Bức ảnh cho thấy một thị trấn ven biển của Greenland với các mái nhà xanh đỏ và đặc biệt là sự xuất hiện của tòa tháp Trump chọc trời với màu vàng nổi bật. Chú thích kèm theo là, tôi cam kết sẽ không làm như vậy với Greenland. Bức ảnh cho thấy ông Trump dường như vẫn còn giữ ý định mua hòn đảo lớn nhất thế giới dù cả Greenland và Đan Mạch đều khẳng định rằng không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Dòng tweet được đăng tải chỉ vài ngày sau khi ông xác nhận thông tin rằng ông có ý định mua lãnh thổ tự trị của Đan Mạch dù ông nói rằng thương vụ này không phải là ưu tiên số một của chính quyền vào thời điểm hiện tại. Ông Trump nói rằng việc mua Greenland sẽ thú vị về mặt chiến lược và cam đoan rằng Mỹ sẽ nói với Đan Mạch một chút ít về khả năng thâu tóm hòn đảo này, cũng như khẳng định đây chỉ đơn thuần là một thỏa thuận bất động sản quy mô lớn. Tổng thống Mỹ cho rằng việc Đan Mạch phải chi hàng năm 700 triệu USD trợ cấp cho hòn đảo khiến họ tổn thương tồi tệ và Copenhagen nên hứng thú với đề xuất này. Người dân Đan Mạch và Greenland cho rằng ý tưởng mua đảo của ông Trump như mua một bất động sản là không hợp lý và trịch thượng. Trong khi đó, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho rằng ý định mua đảo của ông Trump là vô lý và Greenland không phải để bán. Người phụ trách cơ quan đối ngoại Greenland Anlon Baxter cũng đưa ra phát ngôn bác bỏ tương tự. Ông Trump dự kiến sẽ thăm Đan Mạch vào tháng tới. Sáng sớm ngày 19 tháng 8, con trai của ông Trump, Eric Trump, cũng đăng tải bức ảnh tương tự cha lên Instagram và viết, tôi không biết quý vị nghĩ gì nhưng tôi thích ý tưởng mua Greenland. Đức Hoàng, theo Guardian, bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để nhận được nhiều thông tin mới nhất.